uống trà đi. Cảm ơn. Sao huynh bị truy đuổi vậy? Bên Thành Tây nếu không phải là Thanh Lâu thì là Đỗ Trường tiệm hút. Sao huynh đến đó vậy? Thực ra huynh có người bạn hẹn huynh tới đó gặp mặt. Huynh không biết thì ra bên đó phức tạp như vậy. Cũng may hai người không sao thôi. Ừ, có thứ ca đi theo làm sao có chuyện gì chứ. Lần này đúng là cũng nhờ A Tứ cứu huynh, nhưng mà lạ thật, cả một con dao chặt xuống cũng không có gì. Thì đó, giỏi thiệt đó nghe. A Tứ không sao chứ? Không sao. Huynh ấy có nghi ngờ dị năng của A Tứ không? Huynh ấy cũng cảm thấy lạ lắm. Cái đó mùi kể hết mọi chuyện cho huynh ấy biết. Luôn cả dị năng của các con mùi cũng nói hết rồi. Mùi không thể nói những chuyện này cho người ngoài biết được. Lỡ huynh ấy tiết lộ tính sao chứ? Đại Hà, huynh yên tâm đi. Mùi quen huynh ấy bấy lâu, mày biết rõ con người huynh ấy mà. Huynh ấy không tùy tiện nói ra đâu. À, chú Gia Lễ. A Đại. À, chú Gia Lễ. Ngoài chú Gia Lễ. Các con tới đây chơi sao? Dạ, dạ phải. A Đại à. Dạ. Chú Gia Lễ muốn con giúp cho chú một chuyện. Chuyện gì vậy? Mẹ con nói các con có dị năng, chú muốn con coi giùm chú một thứ. Hả? Nhưng mà mẹ nói tụi con không thể tùy tiện dùng dị năng. Dạ phải chú Gia Lễ à. Cùng lắm chú không kể cho mẹ các con biết được rồi. Vậy à, đại ca, coi giùm chú Gia Lễ đi. Cái gì đại ca cũng nhìn thấy đó. Vậy chú Gia Lễ, chú muốn coi cái gì? Chú muốn coi cách bố trí trong phòng sách của phủ đại soái. Dạ. Có nhìn thấy cái gì? Trong phòng chỉ có bức tranh thôi à. Cô còn nhìn thấy cái gì nữa? Ừ, thấy dạng đại soái đang đọc một quyển rất dày. Cái gì vậy? Chưa nhìn thấy. Á, sổ Trương Mục. Trương Mục. Chuyện gì vậy? Vậy hả? Bụi bay vô mắt. Đại ca, đại ca, sao tự đại quá vậy? Giỏi quá, để coi đi. À, nhìn quên đi, nè, nhìn đi. Cẩn thận đèn lửa, đề phòng đạo tặc. Cẩn thận đèn lửa, đề phòng đạo tặc. Quýnh mau ra nha, để người ta biết mụi sẽ phiền lắm đó. Mụi yên tâm, có chuyện gì không liên quan tới mụi đâu. Nhanh lên. Nửa đêm đến đây làm cái gì chứ? Sở yên tâm đi, những gì ông căn dặn nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa mà. Ê, ai đó? Đứng lại, đứng lại. Còn chạy nữa hả? Đứng lại, người đâu? Đi gì phố quay nhập ở bên này nè, đuổi theo. Dạ, nhanh dạ, lên, dạ, dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Cháu Gia Lễ, nửa đêm quên đến đây tìm người hầu để làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm, sau này tôi mới kể cho huynh biết. Huynh không giải thích rõ ràng, huynh đừng hòng rời khỏi đây. Không có thời gian giải thích với huynh đâu, chạy đi. Nè, nè, có quan chúng bên này nè, đuổi theo. Dạ. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Nhanh lên chưa? Nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Dạ, dạ, dạ. Nhanh, dạ, nhanh lên. Cậu, dạ dạ, dẫn người qua bên này. Dạ, theo tôi. Sao lại đi theo tôi? Dẫn người qua bên kia. Rồi, sao còn lại theo tôi? Theo tôi. Nhanh lên. Thật ra huynh và cô người hầu đó đã làm gì? Huynh nói cái gì vậy? Tôi nói gì à? Nếu hai người trong sạch, sao lại bị đám quan binh đuổi theo chứ? Huynh hiểu lầm rồi. Tôi cái gì?
Chẳng qua tôi muốn lấy tin tức thôi. Tin tức? Lấy tin tức mà ăn mặc như vậy sao? Đại Hà, huynh tin tôi đi, tôi đang làm việc nghiêm chỉnh thật mà. Tôi là quan viên bí mật cho Trung ương phái đến, phụ trách điều tra tất cả mọi chuyện của Dạng Thế Hùng. Lần trước huynh nói với tôi là làm ăn ở Thượng Hải, tự nhiên bây giờ biến thành quan viên cái gì? Làm ăn chỉ để che giấu thân phận. Tôi lẻn vào phủ đại soái, mục đích là muốn thu thập chứng cứ bao xương cờ bạc buôn lậu thuốc viện của Dạng Thế Hùng. Chính phủ Trung ương không muốn chứng kiến các bá tánh bị đám tham quan ức hiếp, họ trừng trị nghiêm minh. Huynh nói thật sao? Đại Hà, tôi gạt huynh để làm gì? Tôi đối với Sảo như thế nào huynh cũng biết mà. Nếu tôi thực sự không chung thủy với cổ, thực tế tôi không cần làm vậy. Còn một chuyện nữa, tôi hy vọng huynh đừng nói cho Sảo Di biết thân phận của tôi. Tôi không muốn cổ lo lắng. Báo cáo đại soái, đã tìm khắp nơi cũng không tìm được tên đó. Xem ra tên đó đã lẻn vào phòng sách rồi. Lưu Phó Quan, kiểm tra hết rồi chứ? Có mất vật giá trị nào không? Tất cả những thứ giá trị trong phủ đại soái đều không bị mất món nào hết. Có thể do chúng tôi đến kịp, hắn bỏ chạy không kịp đó đại soái. Lần này hắn thất bại quay về, chắc chắn sẽ đến lần nữa. Có phải chúng ta nên tăng cường canh phòng không? Không cần làm gì hết. Ta muốn lần sau hắn vào đây không thể trở ra. Sáu Di, Châu Thế Huynh, huynh đến rồi hả? Mời rót trà cho huynh. Không cần cái sáo. Tay của huynh sao vậy? Bị trật thôi, không có gì. Phải, A Đại đâu? Nó ở trong phòng, huynh tìm nó sao? Lần trước nó hỏi huynh một số chuyện liên quan tới kỳ nghệ, huynh đến nói cho nó biết thôi. Huynh vô nha. A Đại hỏi chuyện về kỳ nghệ sao? Xin lỗi. Bụi không có gì chứ? Không. Nhưng mà bụi cảm thấy Châu Thế Huynh đúng là có điều không ổn sao? Huynh không cảm thấy? Hôm đó huynh mới kêu muội đề phòng huynh ấy thôi, bây giờ lại nói không có gì. Tại huynh đang nghi quá thôi. Huynh nói chuyện với huynh ấy rồi, thật ra không có chuyện gì hết. Thật sao? Ừ. Sao hả? Trong phòng sách của phủ đại soái có đồng tình gì? Không có, không có gì đặc biệt. Ý, con thấy đại soái bước vô rồi. Con coi giùm chú coi, ông đang làm gì? Bây giờ ông kéo một quyển sách á, thì ra bức tranh đó mở ra được, bên trong có nhiều đồ lắm. Đại ca, huynh làm gì vậy? Trời ơi, lòng huynh giật mình. À không, huynh coi chút đồ dùm chú Gia Lễ thôi à. Có cái gì vậy? À không, chú tự nhãn lực của A Đại thôi. A Đại à, chú đi nha, con nhớ. Con biết, không được nói cho mẹ biết. Đại ca, chú Gia Lễ kêu huynh coi cái gì vậy? Sao không được cho mẹ biết vậy? À không, chú nhờ huynh xem thử tình hình trong phòng sách của phủ đại soái. À, có thể chú biết mẹ không thích chúng ta dùng dị năng, cho nên dặn huynh đừng nói. Tự nhiên kêu huynh coi phủ đại soái, không lẽ chú muốn ăn cắp? Ồ, hèn kia cha cũng nói chú Gia Lễ không phải người tốt đó. Để đừng nói vậy, phủ đại soái không phải chỗ cho người bình thường vô. Huynh nghĩ chú Gia Lễ chỉ tò mò thôi hả? Chưa hết đâu, để nói vậy lỡ để mẹ biết sẽ không được vui đâu. Ờ, không nói với các đệ, huynh ra tiệm phụ giúp. Hai đệ nghĩ có phải chú Gia Lễ đó là người xấu thật không? Hả? Nếu là người xấu, mẹ lại yêu chú ấy, vậy tính sao? Ê trời ơi, muốn biết chú ấy là người tốt hay là người xấu, đệ đã có cách rồi. Là cách gì? Vào đi.
Chú Gia Lễ ăn trộm hả? Sao ba đứa lại đây? Sao chú cũng ở đây vậy? Chú có nguyên do. Tại sao chú không nói ra? Thì đó, chú không có nói được, ra ngoài chú mới giải thích sao? Để các con im lặng đi. Sao gỗ quá vậy? Con muốn thử. Đừng đụng những thứ khác. Bị giam rồi. Chạy đi.